世间洒脱驱走恶土，情和仇天尽会报，同行决心一战没有归途，脱洒的碧血青天看到，交心知己生死相随同途，同踏上风沙里肝胆叫好，今生不惜一切未怕煎熬，共你并肩挥我刺刀，荡回在血路，万恶当道，天风便重出恶号，幸有着身边好汉英雄伴我老，飘失于恶道，总有你的沿路，同你闯劫快上路，为保疆土。cuộc cuộc tập cuộc chơi bằng dương có thể thằng bằng dám quyết bắt tường cả bọn dân đen cấu kết cản trở ta nữa, đáng chém cả bọn. Trường tư đại nhân bất giận, giận có hai người đó, còn ngươi nữa. Dạ, tôi lắm mừng. Tôi đòi trả cho tướng nghĩa thì chúng là đương sơn khiếp sợ cái bằng. Đúng là dễ thêm chuyện. Trực tiếp cắt đầu hắn, treo lên cổng thành, chẳng phải hay hơn sao? Thế thì làm gì có chuyện này? Ta cho ngươi biết, Thái Thái Sư mà trách tội, ta chém ngươi trước. Tự nhiên, đáng muốn chết, đáng sao không nên bàn cái trò, cái kế ngu ngốc này. Huynh đệ, ta hại đệ rồi. Ca ca, đệ không sao? Không sao. Tiểu ấp, bây giờ có chuyện riêng đã định để dán khắp thành. Tôi đề nghị còn lâu gì nữa. Đa tạ Thái Phúc ca ca giúp Tiểu ấp cứu chủ nhân. Tiếc là không cứu được chủ nhân nhà đệ, là còn liên lụy thành tướng ca ca. Tiểu ấp bây giờ hết đường rồi. Mọi chuyện trong đâu đã có huynh lo, để đừng đến nữa. Bây giờ quan trọng nhất là tìm người đến cứu chủ nhân của em mới đúng. Dân, cảm ơn Thái Phúc ca ca. Đừng khách khí, để cẩn thận đó. Nè ca ca, để cầm lấy. Con đã hoa nhắn đến nhà, nhà chờ A Phúc rồi, để cứ đến đó đi. Quên đi trước, có gì quên sẽ nhắn đệ.
Được trời tối nhiều thành. Tiểu ức ca, Tiểu ức ca, lại để Như Hùng đi. Như Hùng đi. Như Hùng ca ca. Như Hùng ca ca. Như Hùng ca ca. Tiểu ức ca. Đây là thần hình thái bảo đời tiên đối diện trường Yến Thanh Vinh. Mấy ngày trước, để nhà hai vị can ca trước pháp trường, không những không cứu được chủ nhân, mà còn liên lụy thạch chú ca, làm quân đến bị bắt. Tiểu ức khổ tệ quá. Thưa huynh đệ, đừng tự trách mình nữa. Từ lúc đó, ta dội dàng về ngay nương sơn bạc, các bộ chuyện xảy ra trong thành, và báo tống Giang ca ca. Yến Thanh huynh đệ, chúng ta đầu lĩnh Lưu Sơn đã bàn bạc kế hoạch cứu Lưu Nhân Ngoại rồi. Báo, bộ Lưu Sơn đã dán cáo thì chúng thành gọi thành đều có. Lưu xuống, lưu xuống. Đại nhân, tôi tính nghĩa và thạch tú không giống những kẻ khác. Nếu thả chúng ra thì triều đình nhất định sẽ trách phạt. Nếu giết Lưu Sơn thảo khấu sẽ kéo quân đến thành. Đại nhân, theo ngụ ý của Hào Quang, ta cứ giữ mạng chúng lại, ta bồi dưỡng bọn Lưu Sơn, một mặt tấu lên triều đình, hai là báo cho thái sư, ba là triệu binh lính trong thành tức thành hạ trại, còn phải lo nghĩ nữa. Thế là có thể đảm bảo đại nhân bình an vô sự, lại không có thương vong. Thế là tên đấy thế nào rồi? Hai tên đấy ăn được ngủ được, không làm ồn. Chúng mong dung như thế thì cáo thì chắc là thật. Dân, ta cho người biết, chúng khác khi bọn giặc cướp thông thường không được lơ là. Hạ quan sắp xếp ngay. Anh Diệp tướng quân, có chuyện lớn rồi. Về đến Lưu Sơn Bạc đến trước pháp trường hả? Còn dám đăng cáo thì là phao tin, sẽ đánh thành cái tập không vậy? Đúng thế. Rồi hai vị đến đây để bàn bạc chuyện này. Đại nhân, tên ngài đừng lao tâm khổ tứ, tiến bộ bất tài, dẫn nhận bóng độc mà không có cách nào đền đáp. Bây giờ thì coi như là gấp chút sức mạng giải quyết mối lo này cho đại nhân. Đại tướng quân hình như là đã có cái sách gì hả? Bọn thảo khấu ấy là dám xa vào việc này, bọn chúng đã không dám đến thì còn cần lo lắng làm gì? Còn nếu chúng đến thật thì biết làm thế nào? Là dân, nếu chúng dám rời khỏi hàng, chúng đánh thành, chứng tỏ chúng đã hết đời. Như thế thì Lý Mẫu xin thống lĩnh binh sĩ rồi rời thành chặn đánh chúng. Không phải là thủ tướng quân quan, nhưng có bắt được chúng quyết không về thành nữa. Hay lắm, ta tin lời tướng quân. Ngày mai đều dám nhân đặt thủ thành, tiến thành, tức thành kháng địch, tuân lệnh. Nếu có sai sót thì chết không từng đăng. Báo,
哥哥，大哥，军师，周生，戴宗贤如此急切，刘宗贤的，个月变急变，局面太动荡，最近外人的主问的，你哪样？Nhưng vẫn là chưa chết. Nhưng mà sau khi Liên Trương Tư chạm tự ái, Liên Tiết Tình không biết hắn sẽ làm gì, nên Đình Tiểu Đệ lấy danh nghĩa ca ca như bọn tấm thiền công thành để đó dọa bọn cổng quan, rằng chúng không dám làm liều. Tên ta bắt buộc phải phát binh rồi. Nhưng nếu được cảnh cáo như vậy, tất cả phòng bị nơi thêm hai người anh em của ta nên làm thế nào cho tốt? Nếu xin đoán là trước mắt sinh mạng của hai người đó không có gì đáng ngại. Tên Lương Trung Tư ấy tuy thế mạnh, nhưng chuyện gì cũng phải nghe Dương Thái Thư. Dương Thái Thư đó lại là một tên hay bị chết. Tên ra cáo thiệu của đời Tống Quỳnh là bọn chúng cần phải dựa vào nhau, làm chúng ta không dám tùy tiện tấn công. Một mặt bẩm báo với kinh thành. Nhưng đường sinh ta như đại danh cũng ngôn tướng đường xa dạng lý, những tướng lực khác thì lại không có bản lĩnh như đấy như Tống Quân Định. Ngài đi ngàn dặm làm sao cứu kịp? Quân Tư có kế gì không? Quân trưởng yên tâm, điều mà chúng ta lo nghĩ cũng là điều chúng nghi ngờ, nhưng nằm ở trong quân tướng tương trợ. Đường sinh ta dạng dặm xuất kỳ binh sẽ làm chúng kinh ngạc, khí thế quyết không thua chúng. Tức triều binh ra ngoài, nếu triều đình cho binh tiến đánh Lương Sơn thì ta sợ hồi binh không kịp, hậu quả khó lường. Quân sư đã nghĩ đến chưa? Như vào những tướng lĩnh triều đình hiện nay có thể gánh vác trọng trách này, có mấy ai? Quân trưởng an tâm, để lại một nửa anh em giữ sơn trại, nhưng người khác mang đi đánh thành, không thành vấn đề. Được, lần này nhất định là phải nâng cao vị trí toàn quân. Việc này chúng ta đánh đầu thắng đó, lập tức chuẩn bị binh mã. Phân điểm binh mã. Sớm muộn gì bọn Tống Giang cũng đến thành, muốn đánh thành đại danh ta. Tổng tướng vương lệnh tướng gia cất thành hạ trại nghe địch đều dám, nhưng bọn Lương Sơn khí thế hiện thực, mấy lần triều đình tướng quân dẹp bọn nếu không thành công, dựa vào số quân trong thành khó lòng thắng địch, huống hồ chỉ dùng một quân binh mã. Cám bầm, tả phó tướng không cần phải khen ngợi khí thế quân địch, làm mất khí thế quân ta như thế. Theo bản tướng tính toán thì Lương Sơn từ xa ngàn dặm đến đi, nhất định là phần quân thủ ở nhà sẽ mạnh hơn phần quân đứng đây nhiều. Chắc chắn chúng ta đảm đương được. Chỉ dành tên cẩu tặc, lời đồn dám quá đúng. Cấp tiền phong bốn siêu Lương Sơn cẩu tặc, cho dù có ba đầu sáu tay thì tướng cũng sẽ khiến chúng tới đến mà không có gì. Hay lắm, cẩu sư nghe lệnh. Có gì tướng, ngày mai tiên làm người tiên phong, điển binh về đến khe Phi Hổ cách nước 35 dặm. Tướng lệnh, tà ca, thân ra lệnh. Để xin tấn công đại danh thành, dịch thành bình điện, để bọn cổng vàng, còn dám coi thường Lương Sơn không? Đúng, nói đúng lắm. Tên tình hình Hàng Châu cũng bị hoa, tên nào dám chạy, dám giữ chợ làm gương. Cà ca, cả lâu không dùng đến, ngày nay đánh thành,
Chúng đã phấn khích làm rồi. Đúng, phải dạy cho hắn bọn cổ quan đó một trận. Cứu Lưu Diên Ngoại. Thật cao, và trực tiếp dùng 500 phương tiện sát cả danh thành. Cứu Lưu Diên Ngoại và Hạch Tam Lan. Và tiếng tốt sẽ làm thịt. Bấm thật nhuyễn ra. Đúng, đúng thiết. Nơi danh thành không giống những chỗ khác. Lương Trung Thư là con rể của Thái Kinh. Còn có Lý Thành, Giang Đạt đều là những kẻ dũng mãnh hơn người. Các vị đầu lĩnh, đừng kinh địch. Cà cà, từng cũng biết Tiết Cương hắn rụt ngựa. Đừng tới Tiết Cương đã giả giết. Hôm nay có thể là một trận. Nếu Quỳnh không để Tiết Cương tiên phòng, Quỳnh có biết là dùng người không vậy? Cái gì sự tội cho Tiết Cương quá mà. Nhưng đệ đã muốn đi thì cho đệ làm tiên phong. Cấp cho đệ 500 binh mai xuống núi. Thì Tiết Quân Sương đã hiểu biết được chuyện Tiết Quân thôi. Nhưng trước chưa tỏ rõ tiên phong của Tiết Quân, lần đệ nhất định là cho chúng dở gan dở mật. Tiết diện Hộp Bối Tuyên có tiên đệ tập tiếp binh bản. Tướng lệnh Tiết diện Khổng Bối Tuyên, chứng cứ nghe lệnh. Trung quân chủ tướng đầu lĩnh Tống Giang, quân sư Ngô Dụng, Tiểu Hùng Hồng, Lão Thương có. Đại dân Trung Bách Tình có. Đình Thiết Kỳ Tương Lập có. Tướng Tam Sơn Quang Tính có. Tích Bảo Phản Tập Binh có. Phó tướng Bách Thắng, tướng Hàng Thao có. Thiên Mục tướng Bành Kỷ có. Tiểu Lý Quảng Cao Dinh có. Tướng Tiêu Dẫn Hổ Trần Đạt, Bạch Cao Sàng, Dương Sương, Quan Thiên Lỗi, Lãng Chiến, Hậu Quân Đường Đỉnh Báo Tưởng, Đội Lâm Sung, Bảo Tướng Thiết Địch, Tiền Mã Lân, Phạm Nhãn Hầu, Đặng Phiên, Trong Tiền Hồ, Tiền Chiếc có, Phó Tướng Ba Dận, Tiền Sĩ, Âu Bằng, Cảm Hào, Hậu Yến Thượng có, Tiền Phong, Bắc Toàn Phong Lý Vị có, Lãnh 500 quân, Đứng Đầu Xà Giả Trận, Sơn Dĩ Hạc, Giải Bảo có, Mai Đầu Tiên Cổng Minh, Các Quả Tiên Cổng Lương có, Bộ Lĩnh Tiểu Lâu Lạc Nhất Tiên, Nữ Đầu Lĩnh Nhất Tường, Phó Tướng Mẫu Dạ Xoa Công Dị Đương có, Mẫu Đại Hùng Cố Đại Thẩm có. Nhật Chân Long Công Tổng Thắng có. Tích Phát Quỷ Lưu Đường có. Chủ Nhân Công Chú Đồng có. Một Dạng Một Quành có. Bốn vị đồng lĩnh phó thủ sơn trại phòng bị nghiêm ngặt. Giờ các anh em cẩn thận nhé. Dừng lại. Quỳnh đệ, mau lại đây. Nhanh lên. Bà Hồng nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên.
Tôi mới cắn thắng học việc Lương Sơn ta không? Lời nào cũng nói về Lương Sơn hảo hán, chúng ta cũng nghĩ là bọn thảo phấu mà thôi. Nhưng không, ta thấy nên bắt chúng ngay. Điều chứng thấy các người còn dám vân qua họ. Đến đây, đến với ta đi. Và tên thép những người cũng đáng để ta ra tay sao? Hãy để cho kẻ khác lập công. Quyết định có mặt tướng tướng tàu mọi ấy cho ta. Mặt tướng tương định cung thủ chuẩn bị giết bọn tiên gian chúng thì giống sự bắn. Xông lên phục mọi người cẩn thận, nhanh lên, nhanh lên. Mọi người cẩn thận. Để dân chủ quang minh thất trận đang vãn loạn, nếu không thường thắng xông lên để chúng khôi phục lực lượng, thời cơ khó có. Quân sư nói rất phải. Bắc thắng lão thường có hai người truyền lệnh đến các đầu lĩnh lấy quân cơ dậy truy kích, không được sai sót. Dừng giết. Nghiên quân là đã nói với ta những gì sao? Những địch ngoài thành tội ghi to lắm, không nắm rõ tình hình quân Tống Giang, đã không nghe lời tướng Siêu tùy tiện xuất binh, bị thương quá nữa thất bại về thành. Nguyên còn gì để nói không? Thế tướng không dám bao biện. Người đâu? Có chém đầu hắn thị trấn. Ân tướng, đợi đã.
Từng đại bớt giận, nghe thượng tướng nói vài lời. Lê Minh trước mặt không thể giết đại tướng. Đại nhân, Đống Siêu nói rất phải. Tiểu ông Hồ Lá Vương, đại nhân quý Quách Thắng, tên quý Tiệt Tương Lập, trấn Tam Sơn Bằng Tính, tên đại Tống Giang đưa ra lực lượng mạnh nhất. Chúng ta cần phải giữ gìn lực lượng. Nếu giết quý Đường Giám, chính là trung úy, trung úy tướng không thể được. Đại nhân, theo ngụ ý của Hạ Quan, phải để Đường Giám nếu không chuộc tội. Nhiều người tôi cho người thế này, ta cũng không muốn mất đi đại tướng như người. Chuyện hôm nay ta không truy cứu được. Nếu tên này còn tái phạm, dù là thần tiên cũng khó giữ mạng hơn người. Ta ơn tướng không giết, thì tướng xin lấy mạng đền đáp, lấy công chuộc tội. Bây giờ giặc đến sát thành, khí thế hiện thực, ta định ứng phó thế nào? Các chị có kế gì hay không? Sẽ không có gì là to tát. Thêm sao Giang Đô Giáp đã có cái sách rồi. Ân tướng, Tĩnh Giang thắng một trận nho nhỏ, đã cho rằng trong thành không có gì đáng ngại, không phòng bị. Thể tướng nguyện làm tiên phong, ngày mai dẫn binh đánh vào bản danh của hắn, làm đoàn thế trận, một tiền đánh lùi chúng. Lại khoe khoang rồi. Tổ sư to gan, người nhà ta tuy là đồng liêu nhưng thứ bậc khác nhau, như là dám phạm tự như thế, dám cãi lời đâu dám ta. Nhưng đừng dám dũng cảm đi thường. Chúng ta đều biết Tĩnh Giang phạm thành không thể phong phạt. Thật là ta thấy hắn bài binh bố trợ như thế, chứng kỷ luật y minh, phối hợp ăn ý, được huấn luyện vô cùng ăn ý. Người thân mã báo gì, chú xuất xa không đến 3 phần binh mã. Thế lực lượng của ta bây giờ không thể khinh địch. Ngày tam sống sợ chết, ta thì không. Ông tướng, Tống Giang từ xa đến, quân sĩ mỏi mệt, ta tập trung tấn công mới là thượng sách. Người dám đấu với ta một trận không? Người thần tướng Đốn Siêu không sợ chết, nhưng lần này chúng ta đã nhận được một bài học không thể nào xuất thành ứng chiến được. Được rồi, được rồi. Nhưng đừng dám đường thống phú làm công. Lời của Tướng Siêu tướng vương không phải là không có lý. Phải làm sao bây giờ? Ông tướng công giết một ít gia thương, bẩm báo Thái Thái Sư. Ông đại sớm đón triều đình, điều tin binh đến cứu. Ngoài ra khi động toàn dân thành đại danh, chuẩn bị ứng chiến, chuẩn bị gậy đá cung tên, cùng bảo vệ thành, không được lơ là. Được, chứ làm theo ý nghĩa tổ tướng quân. Lưu Sơn Bạc có tiếng giết hại dân lành, lần này có thể nghiệm chứng xem có phải không. Bức thư này ai dám đưa hả? Tiểu tướng nhất định sẽ đi. Hay lắm, nhất định phải đưa thư đến nơi, đến nhà của nhà phụ đại nhân của ta. Tiểu tướng tu lệnh. Trước mắt phải tăng cường phòng bị, ngươi cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Tổ Siêu Lý Thành thuộc quyền ngươi quản chế, từng nghe lời đại nhân căn dặn. Từng nghe lời Giang Đô Giám. Tiểu tướng bất tài, mong ngài chỉ giáo. Vương Thái Sở, Dương Thế Tổng có hạ quan, tiên dân phu cũng xuống tường thành. Hạ quan tuân lệnh. Đông kinh.
được vào cung đường Trường Thương. Cổ đại nhân, tiêu định cầu kiến thái sư, có chuyện cần báo được, hãy theo ta. Thái sư, theo ý hạ quan, chỉ cần cấp bây giờ là điều một vụ tướng giỏi đánh Lương Sơn. Đáng kinh, tình hình cấp bách, thành đại dân đang gặp nguy, ta có thể nào tiền quản được? Sư Quân Bá, thái sư, thì tướng có quen biết một người là cháu ngoại của Nguyễn Dũng, Võ An Dương. Con dân Trường Đường mạo hán, nhìn hắn ta như bạo tổ truyền, như một thành thanh long để tướng Nguyệt đạo họ quan tên thắng. Người này từ nhỏ đã học tuân tư, tinh thông võ nghệ, hiện chỉ giữ chức đồng bổ tuần tra, một chức nhỏ. Được rồi, được rồi. Thái sư, không thể khinh suất. Thái sư, dùng người cao minh, nếu có người tài thì đã được trọng dụng từ sớm, đã phải chờ cho đến ngày hôm nay. Tên ta cũng chẳng có tài cán gì. Đồng khuôn mật, tài của con thắng hơn hẳn tiểu tướng. Thái sư trọng dụng hắn, cho hắn làm tướng, chắc chắn hắn sẽ quét sạch thủy trại đó, như sạch vùng độ, bảo vệ quốc gia. Hay lắm. Người mau mời hắn về đây. Ta sẽ bắn lại với triều đình sau. Ta thái sư, đi đi. Ca ca, huynh đệ đã biết, đã về rồi. Ca ca. Ca ca. Các vị huynh đệ, có thu hoạch gì không? Đi đến gần cửa bắc, tự vấn sức này. Nhưng hắn quyết không bỏ cửa. Những tay cũng không dám ra khỏi thành. Hôm qua chúng đệ đánh thành, hắn liền dùng bách tính làm lá chắn. Chúng đệ không có cách nào đánh lui binh, chưa giành được chút thắng lợi nào. Bọn bằng quả thực đáng chết, bỏ mặt tính mạng bách tính, quả là hạ cấp. Đại ca, bọn quân quan chỉ lo cho mạng của chúng, các bản không quan tâm gì đến sống chết của bách tính. Chỉ cần chúng ta đến gần cửa thành thì chúng sẽ đẩy dần chúng ra, sau đó là bắn tên như mưa. Mười mấy huynh đệ đã bị trúng tên, bị mai phục trong rừng, chẳng thấy ai. Dây lâu tất có bất lợi, không thể giải quyết. Ca ca, Lê Dương Hùng biến thành tại thành nội tiếp ứng, đi khắp nơi truyền tin rằng Lương Sơn Bạc sẽ công thành ngay ngày mai. Nhưng chúng có thể ra khỏi thành thoát thân, để đến lúc đại chiến chúng ta có thể yên ổn tiến vào, nhất định không có trở ngại gì. Toàn thắng, hát tự dân tham chiến đệ thái sư. Hai vị anh hùng mau đứng lên. Tạ thái sư. Xin hỏi tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi? Bạc tướng 32. Hay lắm. Người này Lương Sơn gian thành đại danh, vô cùng khẩn cấp. Xin hỏi tướng quân, tôi có sách gì chưa? Tướng quân, bây giờ Lương Sơn thảo khấu, đang xa rời bản doanh, đánh thành đại binh. Đây là điều cấm kỵ. Nếu phán phường liên phú đại danh, hao tổn nhân lực mà không nắm chắc phần thắng, như bằng trực tiếp tấn công tàu bị của chúng, đánh giang nhất định phải thoái lui. Thành đại danh có thể được giải dây, định chi làm hai tướng, định một ngạn, giờ không cho chúng thoát. Hay lắm. Có được tướng quân chính là phúc của bản quan, phúc của triều đình. Cái dạy nguyện cứu triều của ngươi đưa ra vừa đúng ý bản quan. Được rồi, Lưu Cứu Bậc. Có, lấy binh tinh nhuệ của Hà Bắc Sơn Đông, một dạng 5.000 binh, 3.000 chiến mã do Quan Thắng chỉ huy. Các tiền dân tiên phong tiên thắng bọc hậu, phương quý đoạn thường tiếp ứng đương thảo, tiên phạt đọc thấu. Dân
cho chúng tôi sao? Cho chúng tôi sao? Tôi đóng cửa vậy? Cho chúng tôi sao? Mọi người, Vương Lương Sơn, tôi đóng vào rồi. Tôi đóng cửa chứ. Cho chúng tôi ra đi, lưu lại. Nào, lên đi, mọi người, tông lên. Không bị đánh người. Chào bà con. Bà con. Quân dân liền hoảng loạn, liền nghe những lời can đường. Triều đình đã phái binh cứu viện, đại danh thành lại có phòng bị nghiêm ngặt. Tống Giang không phá được thành đâu. Có thật không? Sao cái giả? Ai dám ra khỏi thành? Biết ngay, không cần hỏi. Ta trại đã lâu, ta vẫn chưa phân thắng bại. Trung quân đi thành đã lâu, thành thiếu chủ không công, biết làm thế nào đi? Sơn trại sao rồi? Sao không thấy Đỡ Tống đưa tin nữa? Ca ca, quân sư ngồi đi. Thám tử dự báo, chúng đã trong thành có biến, nhưng bây giờ thì lại sáng nhiên, bể lặng rồi. Trần Sĩ Thanh và Dương Hùng vẫn chưa thắng được. Cái này không dùng được, và tính kế khác thôi. Đức nãy dự báo có ba người từ thành ra, nhất định là người của Lương Trương Tường đi Kinh Thành bẩm báo rồi. Nhưng sao vẫn chưa thấy viện binh của chúng đến? Nhất định phải điều binh đến chứ. Em rằng có kế khác. Sơn trại gặp nguy. Chính thế, chúng dùng kế dây quyền cứu triệu. Không giải quyết mối nguy này, chúng sẽ nước vào trại Lương Sơn. Sơn trại không thể nào để tránh được. Sơn trại sao không cử người đến báo tin hả? Ca ca, đại tổng sư đệ, tôn kính thái thái sư, được cháu bốn đời, phủ quan bồ tát, phủ thông vượng đại đạo, đại đao quang thắng, dẫn một đội binh mã hướng về Lương Sơn bằng, từ đến sân trại chỉ dám quyết, một ca ca quay về ngay, giải nguyên cho Lương Sơn. Đại tổng sư đệ, cứ về trước, những công tôn thắng, chạy đưa đường, quân ta sẽ hành quân ngày đêm, xin đệ nói với họ cố gắng cầm cự. Vâng. Huynh trưởng, tuy lương binh, nhưng không thể gấp quá. Đêm nay, phái bộ binh đi trước, để lại hai cánh quân mai phục ở khe phi hậu. Ban quân biết ta lương binh, đợt phái binh truy cản. Nếu không có mai phục, quân ta tất loạn. Lời tướng quân chí phải, đợt binh tiếp tục ở cửa bắc, các đồng lĩnh khác mai phục ở khe phi hậu. Để khi trời tối, dọn trại lương binh. Báo, phụ Tống Giang trên đêm dọn trại, bây giờ không còn ai. Tống Giang chạy rồi sao? Hắn bỏ thành mà chạy sao? Thầy đại danh, được dễ dây rồi. Phòng đứng chắc chắn là có đội tình, phải được kiểm tra. Dân. Ông tướng,
Ngươi cũng biết vậy rồi cơ hả? Không biết ta bị dây vốn trong thành. Ngươi lại ở đó sung sướng. Nó dần dần chạy hết ngươi mới vậy. Bởi vì tiểu tướng đã ở kinh thành cả ngày, mất hồi âm, liền chạy suốt đêm. Cái đường này gặp phải binh lính do thám của Hương Lương Sơn, tiểu tướng phải luôn đề phòng. Thế là thế nào hả? Bây giờ thì mới về thì muộn rồi. Cũng là bọn chúng thấy có công thành đã luôn rồi. Xem cái mặt mệt mỏi của ngươi kìa. Mà chừng người là ta đang vui, còn tính toán với ngươi nữa. Chàng phụ nói thế nào? Bác sư dặn là kiên quyết thủ thành, thấy giặc lui binh thì phải truy tới cùng. Ta còn nói sớm. Sao tôi không nói sớm gì? Khi định đồng phát binh triều đình để đánh vào sào huyệt của chúng, thì chúng mới dọn dẹp cứu viện. Mau, mau truy sát, phải bắt tống giang. Quân trưởng cứ từ từ. Qua ngọn núi này, con đến nửa ngày là về đến trại. Vì sơn trại đang giỏi thế, sao quân sư lại muốn từ từ? Quân trưởng cứ xem, hai ngọn núi trước mặt cao chạm chân mây, đường đèo khúc hiểu, có khả năng có phục kích. Cao cao, để thiết cương đi trước. Quay lại đi. Ta càng đừng lên, đều sẽ bỏ đường. Còn dừng quyết định để tiếp ứng cho hắn. Tương định ngồi sang liều phố hiếu quang nhìn lời hồ kiên nhật chiều phẩu sang soi kiên na thiên cần dư miếu lạc liêu cứ phong bắt trôi theo nắng mùi thầu xí chấm xiêu trong mông lưới trôi mê lại nà yà thi phiêu pha xây xứ chợ man miền mặt dư phong dư hào yên chiêu liều bô xứ水碰着骤降的雨，任随被风吹荡的天树，归根要看叶落泥壤里，飘进海河上松软的水，飘飘水昨日在暖风里。